Bí hạt đậu à một giống bí có ruột rất đặc, ít hạ ăn dẻo và ngọt, có thể trồng và thu trái quanh năm mang lại lợi ích kinh tế cao. Bí hạt đậu trái dài có dạng quả đẹp, thịt quả màu cam đậm, ăn dẻo ngon. Thời gian bảo quản dài, mật độ trồng cây x cây 0.60,8 m, hàng x hàng 3.54 m, thời gian thu hoạch 70-75 ngày sau gieo. Khả năng đậu quả của giống bí này là từ 46 quả, cây cho năng suất trung bình đạt từ 801 không cây gì xào 360 trăm mét vuông thời vụ trồng bí hạt đậu nói chung bí đỏ hạt đậu có thể trồng được quanh năm tuy nhiên khả năng chịu hạn tốt hơn không chịu được ngập úng do đó thời vụ chính thích hợp để gieo hạt vụ đông xuân gieo hạt tháng 11 một cắt ngọn tháng hai ba thu hoạch quả vào tháng 4 năm dương lịch vụ hè thu gieo hạt vào tháng sáu bảy cắt ngọn và thu quả vào tháng chín 10 dương lịch thời gian thu hoạch thu hoạch sớm 60 đến 70 ngày sau gieo. Khoảng cách gieo trồng, hàng đôi 8m x 0,6m, hàng đơn 4m x 0,6m. Lượng giống cần thiết, 1.000m2, 80 đến 100 gia. Bí hạt đậu quả có hình hồ lô bên ngoài chia thành từng muối, bên trong có màu vàng đẹp, thịt dày, ăn rất ngon dẻo, ngọt. Bí hạt đậu cây sinh trưởng phát triển khỏe, kháng bệnh virus rất tốt, trồng được quanh năm. Bí chứa nhiều vitamin E một loại antioxidant tự nhiên giúp củng cố hệ miễn nhiễm. Ngăn ngừa, hàng đôi, hàng cách hàng, 1,2 m, cây cách cây, 0,40,5 m, 2. Ngâm mù hạt giống. Bước 1, chuẩn bị nước ấm 50-52 độ C, lấy 2 phần nước sôi, 95.100 độ C, pha với 3 phần nước giếng hoặc nước máy, 25-30 độ C. Bước 2, ngâm hạt, mở bao hạt giống ra cho vào nước ấm ở bước 1, ngâm khoảng 2-3 giờ. Bước 3. Ủ hạt. Dùng khăn lông hoặc loại vải có khả năng giữ ẩm, giặt sạch, vắt vừa đủ ẩm, khoảng 80-85%. Lấy hạt đã ngâm ở bước 2 trải mỏng vào khăn, sau đó đặt hạt ủ vào nơi có ít ánh sáng, ấm, khoảng 28-30 độ C. Bước 4. Gieo hạt. Sau khoảng 40-42 giờ hạt sẽ nảy mầm, bà con gieo hạt đã nảy mầm vào vườn ươm. Ủ lại những hạt chưa nảy mầm như ở bước 3. Sau khi hạt nảy mầm hết thì tiếp tục đem gieo vào bầu. 3. Kỹ thuật chăm sóc cây vườn ươm Sau khi hạt nảy mầm, đem gieo khay hoặc gieo vào bầu. Vật liệu làm bầu gồm hai phần phân chuồng hoai và một phần đất một ít đáp. Nếu không trộn đáp trong vật liệu làm bầu thì pha 20g đáp, 10 lít nước, tưới 3 ngày một lần nhằm kích thích phát triển dễ. Phun thuốc trừ bệnh chết dạp cây con trong vườn ươm và trước khi mang ra trồng các loại thuốc sau. Ridomin, Ropro, và Validation.